Dễ mãi rồi. Kệ nó thôi, không làm gì cả. Ôi mày nó tỉnh quá. Anh em bảo trừ 2 à? Trừ 2 trừ 1 đấy. Sao anh em bảo trừ 2 đấy? Ôi trời, thế này thì được. Hỏng quá nhỉ, bắn mấy quả lỗi quá anh em ạ. Công nó hơi lỗi. Thôi tầm này thủ lấy súng rồi. Từ từ vào. Lỗi quá, bắt con giò của ấy điệp sẽ đi mút mắt mình. Vãi lộn. Thôi ở nhà. Sao anh em khán giả mà trừ 2 đấy? Trừ 2, trừ 1 em. Hả? À, trừ 1 là hình như là trừ 1. Ờ, có anh em vào trừ 3 đây này, phương 9 vào trừ 3 đây này.